Năm 2023 là năm đầu tiên Tết Trung thu được tỉnh Thái Nguyên tổ chức với quy mô lớn. Cả 9 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu rất hoành tráng với những chương trình nghệ thuật đặc sắc, những màn múa lân sôi động và đặc biệt nhất là màn rước mô hình đèn đến từ các xã phường, đơn vị tại các địa phương. Hàng trăm mô hình đèn được kỳ công thiết kế rất sáng tạo, độc đáo đã làm cho đêm hội trăng rằm khắp nơi thêm lung linh, rực rỡ. Cũng trong Tết Trung Thu năm nay, cấp ủy chính quyền các cấp trong toàn tỉnh cùng các đơn vị doanh nghiệp đã trao hàng nghìn xuất quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực để vươn lên học tập tốt hơn. Một mùa Trung Thu đã khép lại đây là ấn tượng sâu sắc không chỉ với các cháu thiếu niên nhi đồng mà còn trở thành niềm vui niềm tự hào của người dân xứ trà thái nguyên về một lễ hội rực rỡ đậm đà bản sắc cũng qua sự kiện này đã góp phần quảng bá hình ảnh về một thái nguyên năng động phát triển từ đó thu hút nhiều hơn du khách thập phương đến với vùng đất đệ nhất danh trà